Sáng nay, đa số các thành viên đều đi làm sớm. Bữa ăn sáng chỉ còn Thương với Na. Tính không anh có. Tới bữa đi chơi có ở nhà chơi với em rất là giỏi. Ngày nào mà thấy em ăn đi ăn đi hết. Rồi là em nói có ngày nào. Không, anh có gì nữa. Anh có tiền ăn đi. Ngày mai nào ở nhà anh tính không anh bữa anh đi chơi. Hiện giờ ở nhà chung chỉ còn một chàng trai. Và giờ thì người ta đã hiểu tại sao anh chàng Bá Thông luôn đội nón. Xong rồi mình phải lên nhà tắm, lên đồ để đi chơi. Giờ đi chơi hả? Chưa, ở nhà mình hả trời. Giờ em đi uống cà phê em ngồi mình. Nói là thế, nhưng trưa hôm ấy Lena đã không đi cà phê một mình. Trong khi đó, Tường Vi cũng vừa đến. Trong thời gian vừa qua thì hai đứa mình cũng có những cái bất đồng với nhau đúng không? Em có cảm thấy vậy không? Thì có nghĩa là chị muốn hai đứa mình có một lần để nói chuyện rõ ràng với nhau. Mà tất cả những người khác đó đều nghĩ là em đang diễn. Em không có thật trong chương trình này. Ban tổ chức có phỏng vấn chị là hỏi rằng là chị với em xung đột với nhau có phải là vì thích một người hay không? Vòng vòng này là gì? Trước đó thì em với Xuân Nghị cũng có thích nhau. Trước khi vô nhà chung thì Nghị với em quen nhau. Thì chị không có nghĩ là vì lý do đó mà hai chị em mình có những bất đồng. Ừ, chị giận em trước mà. Đâu phải em giận chị đâu. Mà sao tự nhiên nói chị là người giận em mà. Nhưng mà có lửa mới có khói chứ. À, hôm nay nó nói với em đi mua trà sữa. Em hỏi là trà sữa ở Nguyễn Thị Thập là gần không? Na nó gần, nhưng mà thực chất là rất xa. 390 Nguyễn Thị Thập. Gần không? Không. Vậy từ 6 giờ. Không. Em không hiểu là Na cố tình hay là Na suy nghĩ như thế nào luôn á. Na đâu cần phải diễn như vậy. Nhưng mà đâu phải em không biết lỗi, em vẫn xin lỗi chị mà. Chị nói là ok, chị không có vấn đề gì với em cả. Đúng, chị nói chị không có vấn đề gì với em cả. Xong rồi đến trưa anh Thông mới nói chuyện với em. Ừ, anh Thông nói gì với em? Nhà có biến nên anh về. Khi đó em đã xin lỗi chị rồi. Hả? Em chị không biết là anh Thông nói những gì với em. Anh Thông chỉ nói duy nhất một câu đó thôi. Nhưng mà anh Thông không liên quan gì giữa chuyện chị với em hết á. Đúng, nhưng mà nhà ổng không có cái gì để tư cách gì để ổng ra ổng đứng giải hòa giữa hai đứa mình, trong khi là hai đứa mình. Nhưng mà ngay lúc đó là em với chị vừa xảy ra chuyện xong. Ổng về ổng cũng không giải quyết được cái gì. Thì đó thôi. Sao hai bạn lại tập sáng giờ thời gian nhỉ? Ừ. Em ăn gì chưa? Vy ăn gì chưa? Em ăn rồi. Em chưa ăn hả? Thì có hả? Tội giờ. Nãy giờ với em với Na thì đang ngồi nói chuyện nhỏ với nhau. Nói vụ gì? Bởi vì trong thời gian vừa qua thì hai đứa cũng có nhiều bất đồng.
Và thôi, em không biết là ở trong nhà thì em không biết là nguyên nhân từ đâu. Theo em nghĩ vậy nè, nếu như mà để bất đồng á thì kiếm một cái lý do chính đáng hơn. Còn cái lý do này á, em thấy nó rất là bình thường. Nói chung là nó nhỏ lắm, nó không đáng để mà nè, mình phải xích mích. Em hiểu không? Không phải chỉ lý do này, nhưng mà những cái thái độ của em, những cái biểu hiện của em thì chị đủ biết. Nè, bây giờ em, bây giờ chị nói thật nha, chị nói thẳng ra suy nghĩ của chị luôn. Chị không phải là một con người mà phải tự nhiên dựng lên tất cả. Đó là những cảm nhận về những cái hành động của em, những lời nói của em tuôn ra. Thì chị cảm nhận là em thực sự là chưa em thực sự là có cái vấn đề gì đó với chị. Em không thích chị hay là một cái lý do nào đó. Cái vấn đề mà em không thích chị chỉ đơn giản là ở một chỗ, là cái buổi sáng đó thôi. Chỉ một mình cái buổi sáng đó thôi. Với lại cái thứ hai là chuyện của anh Thông. Em không biết là chị với anh chị có kể cho anh Thông nghe cái gì không. Cái anh Thông mới nói một câu thôi. Chị Vi nói với anh nhà có biến nên anh về. Trời. Sau đó em còn nhắn tin lại một câu như vậy nè: chắc là chị Vi còn giận em chuyện hồi sáng, thôi anh về chơi với mọi người và chị Vi đi. Khi em nhắn tin xong câu đó em rất là buồn. Em sợ đó. Em giận em mất hôn lắm. Em giận em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em sợ em về nhà mọi người ăn tiệc sẽ không vui. Em cố gắng 8 giờ em mới về. Thôi. Anh để bọn em giải quyết. Thôi được rồi. Nè, nếu như mà muốn làm rõ ràng mọi việc á, chị nghĩ anh Thông không có quyền gì mà xen vô chuyện giữa chị và em hết. Nhưng khi em đang ở vị trí là một người có lỗi, em nghe như vậy em cảm thấy rất là buồn. Ừ, tại sao mà cái chuyện không có quá đáng mà tự nhiên phải nói như vậy thành quá đáng. Chị Vi nói nhà có biến nên anh về. Anh nghĩ là mỗi người nhịn nhau một tiếng, và cái chuyện qua rồi thì mình cho nó qua đi. Mình nghĩ tới những ngày tiếp theo là mình còn đụng mặt nhau này nọ, và mình đang ở chung một nhà, cho nên là anh nghĩ là thôi chị em bắt tay làm quà đi. Chuyện cũ mình coi như là xí xóa bỏ qua hết nha. Ok không? Vì ok không? Ừ. Không có gì nữa. Hai chị em ôm nhau cái coi. Ừ, không giận nữa. Na thì em thấy là một người rất khó hiểu. Có lúc Na rất là dễ thương, rất vô tư. Vô tư đến mức mà mình tưởng tượng là đến mức mà ngây ngô luôn. Có lúc thì nhìn Na rất là giả tạo. Để mà tin tưởng một người như Na, để có thể tâm sự với Na tất cả mọi thứ như là em tâm sự với Thương, để chân thành với Na, để xem Na như là một người bạn thân, hay là để gần gũi hơn với Na, thì cái điều đó nó khó lắm. Mình không biết Na là người như thế nào. Bởi vì những lúc mình thấy cô bé này thật, những lúc cô bé này diễn, những lúc cô bé này giả tạo, có nghĩa là con người này là một ẩn số. Thật sự nếu mà em nói Na giả tạo thì em sợ là em sẽ nói sai về Na. Mà nếu như em nói Na là một người tốt thì em cũng sợ em nói sai về Na luôn. Bây giờ hai người ngồi nói chuyện nha. Em đi. Em có hẹn đi làm lúc 3 giờ. Để hôm khác em không đi làm, em sẽ tới thăm anh. Chị là phải nha. Chị phải hứa với em là chị không được giận anh Thông. Đừng ai giận ai hết. Để 8 người tụi mình cùng vui vẻ. Em đi trước nha. Okay. Hai người thông thả. À, quên lộn. Đi thông thả. Tự nhiên ngủ ngon. Khi Lena đi rồi, Xuân Nghị mới có thể dặn dò Tường Vi những điều quan trọng. Muốn đánh lạc hướng đó thì phải thông thả vô, hiểu không? Muốn đánh lạc hướng thì phải thông thả vô, chứ đừng có bị mà kiểu cái đó là diễn hiểu không? Nó bị giả, nó vi liền, hiểu không? Kệ đi. Nhưng mà hồi nãy thấy hơi quá nhẹ lại, hơi quá. Nhưng mà thôi mình hòa đồng với mọi người đi, đừng có nghĩ chuyện cũ nữa. Không nói thật lòng, nên nếu mà bé Na nó nói vậy thì em không có lý do gì để giận nó nữa. Đừng có giận. Em thoải mái. Vui vẻ mọi người đi. Em nghĩ là từ nay em cũng hạn chế nói những cái điều riêng tư cho anh Thông. Dạ.
không nhiều chuyện hả? Em thấy kiểu em cũng không biết con người làm sao. Để tìm hiểu coi. Em thấy kiểu bây giờ tình cảm hai đứa tới tiến triển với ta. Em thấy kiểu muốn chứng tỏ em bình thường. Thôi thoải mái đi. Cố gắng. Bây giờ anh lên anh tập với mọi người đi, để mọi người đợi. Cho tới lúc này, cặp đôi vẫn còn giữ được bí mật của mình. Nhưng liệu họ có vượt qua được biến cố sắp tới? Chiều tối hôm ấy, ekip đã tổ chức cho các thành viên một trò chơi nho nhỏ. Là các bạn sẽ viết cho cái người mà bạn muốn gửi tới, người nào khác phái mà bạn muốn gửi tới nhất á, thì viết. Viết đề tên người nhận nhưng không đề tên người gửi. Ok. Thôi đừng có viết cho Nghị nha. Thật, có gì nói đấy, thế thì đọc thật thà đây à, gửi Linh thương mến. Hôm nay đã là ngày thứ 5 mọi người sống trong nhà chung. Nói về ấn tượng người khác phái mà anh có tình cảm trong nhà chung thì không ai khác, đó là Linh à, chỉ ngày đầu bước chân vào nhà chung, trông em rất dữ dằn và lạnh lùng. Chính vì điều đó khiến anh tò mò về em nhiều hơn. Nhưng vì sự vô tâm và lạnh lùng của em đã khiến anh phải thay đổi khi có một tình cảm. Hả? Tình cảm theo cảm nhận của anh. Người đấy đang quan tâm anh. Em quan tâm anh á? Ừ. Người quan tâm chính là Thương. Cái gì vậy ba? Bảo giống tờ điểm. Mẹ đi, cứ hai người, tức là chị em mình phải làm chung với nhau. Vì Thương thường xuyên like Facebook và comment hình ảnh của anh. Ủa sao em cũng vậy mà anh không chơi em? Vì tuy nhiên sau một ngày chơi với Thương, anh cần phải thay đổi suy nghĩ lại tình cảm của mình cho Thương. Vì cảm nhận của anh, Thương không phải là mẫu người mà anh cần tìm. Vì tính cách cả hai không hợp nhau. Nếu mà cái nắm tay thứ hai mà không thành công nữa thì chắc cô sẽ chuyển sang đối tượng khác. Cày. Không phải cày. Tự nhiên ngồi kể hết trơn trời má. Chị cũng phải đọc ra. Em bị ép chứ bộ. Từ sau buổi tối mọi người quây quần tổ chức sinh nhật cho anh Thông. Tất cả mọi câu chuyện của mỗi người, anh là ấn tượng về câu chuyện của em nhiều nhất. Bởi vì anh cảm nhận câu chuyện đó là một câu chuyện, một phần của chính mình. Có lẽ từ giờ tới khi hết chương trình, em sẽ là người anh theo đuổi. Nếu tình cảm này không được đáp trả thì hy vọng chúng ta sẽ luôn luôn là bạn tốt của nhau nhé. Ok thôi. Rồi sao hết phim. Bye bye. Riêng Khôi thì ai cũng đều biết được cái lá thư đó viết cho ai. Cảm giác nghĩ lại đáng sợ. Và cũng không có mong muốn chuyện đó xảy ra. Bây giờ chỉ chờ quyết định của Linh như thế nào thôi. Coi cái này của anh Thông. Hai anh tròn. Em chưa cảm thấy ai béo mà lại dễ thương như anh cả. Cố gắng phát huy anh nhé. Nói chung là mình chỉ mình lo lắng những bức thư mình bị đọc lên thôi chứ không gì hết trơn á. Nè nói nhiều quá má. Báo quá má, ba là còn báo giống mày luôn. Ôi trời ơi, chẳng biết phải nói rằng mình thích ai nhiều nhất nữa. Đóng mở ngoặc khóc. Thôi thì phải quyết định. Thôi chắc nói về người mà mình cảm thấy hợp nhất nhé. Anh ơi. Tê, tê ba chấm á má, anh như là Anh tê. Tê nè, đi. Thì anh tê, tê. Anh tê lắm. Thật ra thì em cũng thấy thinh thích anh đấy. Em thề. Cười hì hì.
nhưng viết thư này thấy sao sao ấy. Nó cứ sến sến. Eo ơi. Thôi, em viết thế thôi nhá. Biết biết gì nó giật hết mày, phải giật lên đó cho nó kịch tính. Sao biết của ai mà em nhìn chị? Anh phát hiện là em đâu có nhìn anh Thành cầm trong tay run run kìa. Tay. Anh nghĩ nè. Cũng người biết anh á. À. Cái tứ lễ hề vậy đó. Đấy mộng chưa? Anh nghĩ là một người rất tốt và có tâm với nghề. Em cảm nhận được điều đó. Có điều gì đó luôn chất chứa trong ánh mắt mà anh em chưa hiểu được. Anh là người luôn làm mọi người cười khi đứng trên sân khấu. Em hy vọng khi trở về căn nhà chung, em và mọi người có thể mang lại tiếng cười cho anh. Có cái đoạn này mà bị xóa mà vẫn nhìn ra nè. Em thích anh nhiều lắm. Có câu đấy nữa hả? Phải không? Đúng không? Chắc chắn là như vậy không? Không bị... Tái bút. Em đi cắm cơm cho anh. Tự nhiên giờ anh muốn ăn cơm. Ăn cơm hả? Trời ơi, chờ cắm thì phải. Anh gọi điện cho em để mà anh hỏi em là nhà có nấu cơm không. Vi à. Này của Vi. Vi à. Vi ơi. Chị cứ máy lại hai tao tôi. Tưởng chừng cảm giác rung động khi gặp một người khác giới không còn nữa. Tưởng rằng những đêm dài suy nghĩ mãi về một ai đó đã mãi mãi là quá khứ. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đã thay đổi từ ngày anh gặp được em. Đọc lên. Đọc lên. Anh không nghĩ là anh lại có tình cảm với em vì lòng anh luôn mang một chữ sợ to đùng. Gặp nhau thì ngắn thật. Nhưng cảm giác như anh đã nói với em là anh cảm thấy như bao năm tháng rồi. Anh rất sợ em là người bí mật. Vì nếu đúng thì dù em có chấp nhận anh hay từ chối anh đều là bước đường cùng của anh. Anh không nên phá hoại hạnh phúc của ai đó hay phải trả giá với việc thương người đã có bạn trai chỉ là đơn phương nhung nhớ. Vì dù sao đi nữa anh vẫn là một con người có cảm xúc mà còn là một chút gì đó nghệ sĩ nữa. Mà nghệ sĩ thì họ sống bằng cảm xúc nhiều hơn người bình thường. Trời ơi, thôi đừng có đọc nữa. Đi. Anh mong là sự suy đoán đa nghi của anh là sai. Để anh thật sự mạnh chân mạnh tay để có thể làm cho em vui. Chắc không chỉ riêng anh ấn tượng về giọng cười. Giọng cười biến thái á. Biến thái của em. Anh nhớ mỗi lần mỗi lúc em cười như vậy là ước gì anh có cơ hội làm em cười thêm một dạng cười khác. Là nụ cười của sự hạnh phúc. Dễ thương quá. Anh mong chúng ta sẽ tốt. Lúc mà biết là đọc lên đó thì cũng giống như là không, cũng hơi ngại ngại một chút xíu thôi. Tại vì mình sợ mấy bạn đó mình sến. Ủa tôi có ai vậy? Xúc động. Na, cho Na. Na ơi. Thế là anh đã quên em được hơn 4 ngày rồi. Thẳng thắn mà nói, anh cũng ít khi để ý ai lắm. Anh để ý em ngay từ lúc gặp người gì mà lân. Dễ sợ. À, như là của ông này hả? Nấu ăn, kinh doanh, kiến thức về cuộc sống em đều đủ cả. Em lại thường tạo không khí sôi nổi cho cả nhóm. À, nhưng khi anh cầm máy chụp hình lên, anh có cảm giác anh được nhìn thấy một cái cảnh khác của em. Đọc hết. Bạn đọc hết chưa? Ủa chụp hình ba thân với nhau sao mà cười gạo? Lời vô phòng luôn rồi. Làm anh chỉ muốn lại ôm em thật chặt. Trời ơi. Anh muốn nói với em. Anh muốn nói là em đã làm rất tốt. Hãy là một không em. Hay là mệt không em? Người làm anh hơi bị thương. Hết rồi. Nói chung là mình cũng không bất ngờ về việc anh Thạch thích mình. Nhưng mà mình hơi bất ngờ về việc mà anh Thạch viết trong thư. Vì anh Thạch viết trong thư nói chung là nó hơi ngọt so với những gì anh Thạch làm với mình. Nên mình thấy vui. Thôi đi ra đi. Mày nó điều vô phòng chung hay là tâm sự kêu nàng nít lên không thích. Ôi, dở lòi. Cái này quăng bon. Gì vậy ba? Đánh lạc hướng để không ai đụng vô á. Còn một bước cuối cùng.
Bia vi. Giữ cái này lại tối ôm ngủ. Anh biết quá khứ có thể chúng ta có những điều không đúng với nhau. Anh hơi tiếc là có chút gì đó giận với chính bản thân mình vì đã quá vội vàng thổ lộ với em những điều không nên nói ra. Và bây giờ anh nghĩ mọi chuyện là quá khứ và nó cũng đã qua lâu rồi, nên đừng sửng sùng với nhau nữa. Hãy xem như những người bạn tốt với nhau như ta đã từng nhé. Rất vui vì đã được gặp em tại nhà chung này. Anh mong rằng ngày mai chúng ta sẽ chạm mặt nhau một cách táo bạo nhất. Anh muốn mình thoải mái để anh có thể rủ em đi uống nước ngoài lề đường và ăn những trái cây dạo. Lâu rồi anh mới cần viết và viết một bức thư tay, nhưng đừng vì chữ xấu mà không nhận lời như những gì anh đã nói ở trên nhé. Xong. Đủ rồi. Không, đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3. Mọi người đừng đếm nữa, tụi em đó. Bà này giấu rồi. Bà này giấu rồi. Nó chưa, em không có thư, đừng đếm nữa. À đúng rồi, còn muốn thư nữa. Ờ, thấy bị hụt hẫng. Cảm thấy là ban tổ chức đưa ra cái trò này cũng hơi ác ý. Quá luôn. Bị lộ hết một số cái bí mật mà có thể là không nên nói ra. Nghĩ với lại thương hơi với lại vô luôn đi. Vô luôn đi. Anh biết nghĩ với Vy là người của tổ chức rồi, ban tổ chức rồi. Đọc cái thư đó là biết liền. Là sao? Nó vừa đọc nó vừa liếc ông nữa luôn. Nói chung đọc là biết rồi. Không. Không cái gì đó hay gọi là thầy giấu. Là ra. Ý ông là sao? Ý ông là sao? Là tôi với Vy quen nhau hả? Quen nhau trước. Trong cái lá thư mà em viết cho Vy á là em muốn đánh lạc hướng mọi người. Là ý nói là cái lá thư đó là quá khứ em với Vy chỉ là bạn. Và em đã vội vàng thổ lộ tình cảm của mình. Rồi sau đó Vy không đồng ý. Và từ đó em và Vy gượng gạo. Và đến khi gặp nhau ở trong nhà này thì bị gượng. Và em muốn Vy đừng có gượng nữa. Thì ý là quá khứ là như vậy. Để cho mọi người, đánh lạc hướng mọi người. Thì không hiểu sao lúc mà Vy đọc thư á thì Vy đọc không có suôn sẻ, có nghĩa là ngắt câu nó không có được đúng ý của câu mà em viết, cho nên là mọi người lại nghĩ là hai đứa đang quen nhau và em muốn là Vy không có gượng gạo trong cái nhà này nữa. Anh biết nghĩ với Vy là người của tổ chức rồi, đọc cái thư đó là biết liền. Là sao? Nó vừa đọc nó vừa liếc ông nữa luôn. Nói chung đọc là biết rồi. Không. Không cái gì đó. Nhưng mà thay gì? Thay giấu. Là ý ông là sao? Ý ông là sao? Là tôi với Vy quen nhau hả? Quen nhau trước. Đúng rồi. Chính xác. Nhưng mà đã mấy năm trước rồi. Đúng không? Thôi đi ra. Nãy lúc mà mọi người nói chuyện với nhau á thì em có một cái em nói chuyện rất là thẳng thắn,